Gì, mày trừng mắt gì hả? Cứ tự nhiên nhé. Thịt bò xào măng. Bên kia, đi. Này, tới gây rối hả? Sao cô chạy loạn lên vậy? Tiểu Châu, cô không chạy được nữa đâu. Mau theo tôi quay về. Ở chỗ tôi có chỗ ăn chỗ ngủ, không cần phải tới đây bán dim sum nữa, mất mặt quá đi. Tôi không về, hai người mau cút đi. Tôi không quen mấy người. Cô nói gì chứ? Không quen chúng tôi sao? Đi theo tôi mau lên. Hung dữ vậy sao? Còn nhóc thối tha này, cô to gan thật đấy. Này người anh em, cậu muốn làm gì thế hả? Thằng béo chết tiệt này, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Cái gì chứ? Này thằng mập khôn hồn thì đừng có nhúng tay vào, nếu không bọn này sẽ không tha cho mày đâu. Cậu có biết cô ấy là nhân viên của chúng tôi không hả? Nhân viên thì làm sao hả? Mày có biết cô ta là gì của tao không hả? Là gì? Là gái của tao đấy, của tao nữa đấy. Bác thôi, tôi thật sự không quen biết họ. Này, cậu định làm gì hả? Cậu định làm gì hả? Quen hay không quen thì cũng bắt đi cho tao, không được động vào cô ấy. Các cậu mà động là tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng vô dụng, chúng tôi là trẻ vị thành niên, pháp luật bảo vệ chúng tôi. Đi thôi. Mày ngon thì nhào vô, xông lên thử coi. Mày đụng vô là mất cái tay. Cẩn thận đấy. Đi, tên ruồi thối này. Đi thì đi, mấy người cậy đông hiếp yếu à? Mấy người cẩn thận đấy. Tên ruồi thối này, xem cậu còn dám tới đây nữa không? Có chuyện gì vậy? Hai con ruồi thối kia ức hiếp Tiểu Châu. Mấy thằng khốn đó, đúng là coi trời bằng vung. Tiểu Châu, đừng sợ, có chúng tôi ở đây rồi. Các cô cứ đi trước đi, mau đi đi. Không được để chúng nó chạy. Không được đi. Đứng lại. Cô ơi, mau chạy đi, có người mất mạng rồi. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Không được chạy. Tôi đầu hàng. Đừng bắn. Bác Tiên, bác không cần phải buồn nữa. Mặc dù Tiểu Châu mất rồi, nhưng tôi nghĩ pháp luật nhất định sẽ không tha cho đám đó đâu. Dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Bác thấy có đúng không? Chú Huy, chú nghĩ rằng pháp luật sẽ không tha cho chúng sao? Bổn tọa đã xem báo cáo điều tra của nhân viên phúc lợi xã hội về thân thế của hai bị cáo. Kết án hai bị cáo nộp bảo lãnh 500 tệ và cải tạo không giam giữ 1 năm. Chú Đạt,
Tôi thấy dáng vẻ của chú giống lắm đó. Có thể đi làm thẩm phán được rồi. Nếu tôi làm thẩm phán, tôi sẽ xử tử từng đứa một. Chú nghĩ được à? Đáng tiếc là nhà bên đó không đồng ý. Nói như thế, chẳng phải con gái tôi chết oan sao? Anh yên tâm. Cho dù tòa án kết án tử hình, chúng cũng không có tác dụng. Người như chúng giết người, có rất nhiều người lớn giúp chúng xin ân xá. Hơn nữa chúng chưa 16 tuổi. Phạm tội gì cũng không bị tử hình. A Khôn đừng lo, yên tâm đi. Đứng yên, quay người lại, đứng đàng hoàng đi. Một trong hai người các cậu ai là A Khôn? Tôi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tôi bây giờ mới chỉ được 14 tuổi 3 tháng 2 tiếng rưỡi thôi. Vậy sao? Còn cậu thì sao? Này, thẩm phán hỏi đó. Tôi là Trương Hùng. Hùng trong anh hùng. Hiện tại tôi 15 tuổi. Chủ tọa đã nghiên cứu báo cáo của luật sư về thân thế của các cậu và tất cả các bằng chứng của nhân chứng. Bây giờ chủ tọa tuyên án. Các cậu không cố ý giết Tiền Tiểu Châu, nhưng vô tội. Kết thúc phiên tòa. Kết thúc phiên tòa. A Khôn, thế sao? Tôi đã bảo là không sao đâu mà. A Khôn, cậu thấy phục tôi chưa? Phục rồi, thẩm phán này tốt thật đấy. Mọi người nói 18 năm sau, sẽ lại là Trang Tuấn Kiệt. Không ngờ chưa tới 18 ngày, đã được thả ra. Có thể làm hai thằng Tuấn Kiệt rồi. Cô gái này cũng được đấy chứ. Này cô gái, mời cô đi ăn đi xem phim được không? Đồ điên, đáng ghét. A Khôn, quay lại đây. Người ta nhìn thấy cậu không có tiền rồi. Nghĩ cách kiếm chút tiền đi. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Xảy ra án mạng rồi, có ai không? Chém nhau này. Cảnh sát ơi, ở đây có người bị chém, mau lại đây. Do ai làm? Hai thằng đó, là do tôi chém. Con gái tôi chết rồi. Con trai tôi còn nhỏ như vậy đã đi chém người. Đúng là họa vô đơn chí. Anh đừng lo. Con trai anh chưa đủ 16 tuổi, sẽ không bị tử hình đâu. Đúng vậy, Tiểu Khang cũng chỉ vì chị của nó thôi. Tôi nghĩ luật pháp sẽ tha thứ cho thằng bé. Luật pháp ở đây kỳ cục lắm. Họ nói anh có tội, nhưng chưa chắc anh đã có tội. Có lúc lại bảo anh không có tội, nhưng lại tìm cách gây phiền phức cho anh. Anh nói đúng rồi đó. Nhổ nước bọt thì phải ngồi tù một tháng. Chém người thì lại ký tuân thủ pháp luật. Món nợ này phải dùng máy tính mới có thể tính ra được. Đúng vậy. Luật pháp ở đây có lỗ hổng. Những người tuân thủ pháp luật không được pháp luật bảo vệ. Còn những kẻ xấu xa lại được luật pháp bảo vệ. Vậy rốt cuộc chúng ta tuân thủ pháp luật thì được cái gì bảo vệ chứ? Trong trường hợp này, bác Tiên, chuyện này bác cứ yên tâm.
Tôi sẽ có cách. Cho hỏi ở đây có vị nào tên Tiền Trọng Nhân không? Là tôi đây, có chuyện gì sao? Tôi đến từ tổ chức điều tra phúc lợi xã hội. Đây có phải là nhà của Tiền Tiểu Châu và Tiền Tiểu Khang không? Tiên sinh, xin anh đừng nhắc đến con trai và con gái của tôi nữa. Đúng là gia môn bất hạnh, họa vô đơn chí. Người già thì sống sờ sờ, người trẻ thì gặp tai ương. Tôi mấy chục tuổi rồi, không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Bác Tiền, bác đừng quá đau lòng. Điều mà chúng tôi muốn điều tra chính là con trai của bác chỉ mới 15 tuổi, sao có thể lấy đi hai mạng người được cơ chứ? Cẩn thận. Con trai tôi là một đứa trẻ ngoan, ngay cả một con kiến nó cũng không dám dẫm lên, thì có thể lấy mạng ai chứ? Cậu ấy bị bắt ngay tại hiện trường đấy. Con trai tôi bị oan đấy. Cho dù là lấy mạng ai đi nữa thì cũng là vì chuyện của chị nó. Đây là hành vi báo thù. Nó không có lỗi, mà là gia đình tôi có lỗi. Là tổ chức điều tra phúc lợi xã hội. Không, đây không phải là lỗi của tổ chức điều tra phúc lợi xã hội, đây là lỗi của xã hội. Đúng, đúng vậy, ý của tôi chính là như vậy. Bác nói đúng lắm. Bà lão đó là mẹ của tôi. Năm nay bà ấy đã 80 tuổi rồi, bà bị điếc còn bị đãng trí nữa. Bình thường bà ấy rất thương hai đứa cháu của mình. Chuyện này tuyệt đối không được để cho bà ấy biết. Nếu mà để cho bà ấy biết, thì sẽ gieo mình xuống biển, đi theo hai đứa cháu luôn. Mẹ của anh lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn làm việc sao? Cũng không còn cách nào khác, vì nhà tôi nghèo quá. Bà ơi! Bà ơi! Bà ấy nghe không hiểu tiếng phổ thông sao? Mẹ ơi! Anh ấy đang gọi mẹ kia. Anh ấy đang nói chuyện với mẹ đấy. Cậu ta gọi mẹ, muốn mời mẹ uống trà sao? Bà ơi, tôi không phải muốn mời bà uống trà, tôi muốn hỏi bà sống có tốt không? Mẹ không hiểu cậu ấy nói gì. Cậu ấy nói gì vậy? Anh ấy là nhân viên điều tra, muốn tìm hiểu xem chúng ta sống có tốt hay không. Mẹ hiểu chưa? Chúng tôi sống rất cực khổ. Cậu không biết đâu, cháu gái tôi phải ra ngoài bán điểm tâm để nuôi tôi. Còn cháu trai tôi thì đã mấy ngày rồi chưa về nhà. Cậu có biết nó đi đâu rồi không? Bà ấy nói cháu trai đã mấy ngày rồi chưa về nhà. Tuyệt đối đừng để cho bà ấy biết. Chuyện này mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Bác Tiền, đối với trường hợp của bác, tôi cảm thấy rất đồng cảm. Nhất định tôi sẽ đem chuyện này báo cáo với cấp trên để tòa án xem xét thêm. Tôi tin rằng con trai bác sẽ không sao đâu. Ngoài ra, hai người cũng sẽ nhận được trợ cấp từ tổ chức phúc lợi xã hội. Vậy thì tôi biết ơn anh quá. Làm phiền anh nhé, thật ngại quá. Bác Tiền, yên tâm đi. Phát Đạt, anh xem thử có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đâu, anh yên tâm đi. Cặp kính này trả lại cho anh. 100 tệ này. Anh thấy thế nào? Diễn xuất của tôi rất tuyệt đúng không? Cho tôi thêm 20 tệ đi. Rất tuyệt, đúng là trên cả tuyệt vời. Còn phải nói sao, khi tôi còn trẻ, là một đại minh tinh, nổi tiếng một thời đấy. Có điều bây giờ già rồi. Được, cho bà thêm 20 tệ. Cảm ơn nhiều nhé. Anh Thành, gần đây có rất nhiều cướp. Có một đám đang làm loạn ở sân bóng, ảnh hưởng đến khách hàng của chúng ta. Thật vậy sao? Đúng vậy. Rất nhiều khách hàng của chúng ta bị bọn chúng cướp. Anh nhất định phải nghĩ cách mới được. Chú Chín, mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Đến Thành Ký uống trà. Vào đây. Đứng im đi. Giao hết đồ ra đây. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có thử con gì không? Cũng may là ông có đồng màu đỏ này. Quy tắc của chúng tôi, không thấy tiền thì phải thấy máu. Người anh em, hôm qua tôi vừa lấy lương. Không được. Lúc đó dọa tôi sợ run cả chân, không nói nổi câu nào luôn. Chú Chính coi như chú cũng may mắn rồi. Nếu như không có tờ tiền đỏ đó thì chú sẽ càng thảm hơn nữa. Nói rất đúng, may là chú có tờ tiền đỏ đó. Không thì bọn chúng đã cho chú hai nhát rồi. Quy tắc của bọn chúng, không thấy đỏ là không may mắn. Tôi đã bị bọn chúng cho ba nhát rồi. Chuyện này
Theo kết quả điều tra hình sự của cảnh sát, thì tỷ lệ là 1/200,000. Có sai không vậy? Phân tích theo số liệu trung bình, thì cứ 200,000 người, thì chỉ có một người sẽ gặp bọn cướp và bị cướp. Nói như vậy, thì có phải anh vừa trúng vé số không? Lão già, vô đây. Vô đây nhanh lên. Lồng chim của tôi. Người anh em, đừng làm hư lồng chim của tôi. Xin cậu đấy. Lão già này chỉ đeo một cái đồng hồ ròng. Sao chỉ có 20 tệ thế này? Lão già này sao cầm ít tiền quá vậy? Còn nữa không, mau lấy ra đây. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Người anh em tôi chỉ có bấy nhiêu tiền thôi. Các cậu tha cho tôi đi, tôi không có tiền đâu. Có quy tắc. Không thấy tiền thì phải ăn hai nhát. Ra tay đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Xin hãy tha mạng. Cứu tôi với. Bên ngoài hình như có người kêu cứu. Hình như là bác Châu. Chúng ta đi bắt bọn chúng, đưa bọn chúng lên đồn. Bọn chúng bóp cổ tôi, còn đâm tôi hai nhát nữa. Đưa bọn chúng đến quán trả thành ký đi, rồi xử lý bọn chúng. Được, đi thôi. 4 phần cơm thịt nướng và 2 phần cơm vịt quay, đem bọn chúng vào đây. Được, bác Huy, bắt được 2 tên cướp. Nhất định phải nghĩ cách trừng trị bọn chúng. Bác Châu đã bị bọn chúng bóp cổ, còn chém thêm 2 nhát nữa. Đúng như lời anh ấy nói, lần trước tôi bị cướp, bọn chúng cũng bóp cổ tôi. Quỳ xuống. Tha cho chúng tôi đi. Lần sau không dám nữa đâu. 2 thằng nhóc danh này, lần trước tôi xém bị bọn chúng xử rồi. Bọn chúng đúng là lũ súc sinh. Cướp không thành lại muốn chém người ta. Đúng là coi thường pháp luật mà. Tôi sẽ dạy dỗ các người một trận. Được rồi, đừng nói nữa. Nếu đã bắt được bọn chúng rồi, thì giao bọn chúng cho cảnh sát đi. Anh đánh bọn chúng như vậy không hay đâu. Cái gì giao bọn chúng cho cảnh sát sao? Đưa chúng dạo một vòng tòa án, rồi lại ra ngoài hại người à? Không có dễ vậy đâu. Đánh bọn chúng đi, đánh đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đánh bọn chúng trước rồi tính sau. Đúng, phải dạy dỗ bọn chúng. Ban ngày ban mặt, trộm cướp lộng hành. Trả ra cái hệ thống gì? Nghe đây, đem 2 bình nước sôi lên đây. Trụng lên người bọn chúng như con chuột vậy. Được. Anh Thành, chúng tôi bắt được 3 tên cướp. Bây giờ sẽ lấy nước sôi trụng bọn chúng. Đừng mà tha cho bọn tôi đi. Đừng làm như vậy mà. 3 tên cướp này, các cậu không nên đến tiệm trà thành ký làm phiền khách của tôi. Không có, không có mà. Càng không nên bóc cổ hay chém người. Không có mà. Tha cho chúng tôi đi. Nếu bây giờ tha cho các cậu, sau này các cậu lại tái phạm thì sao đây? Không có đâu. Sau này tuyệt đối không dám làm nữa. Nếu mà giao các cậu cho cảnh sát thì các cậu cũng sẽ được thả ra sớm thôi. Chi bằng giao bọn chúng cho tôi đi. Tôi sẽ dạy dỗ bọn chúng cho. Đừng mà, đừng mà. Tôi cầu xin anh, cho chúng tôi một cơ hội nữa đi. Đánh, đánh đi. Cứu tôi với. Cứu mạng. Cứu với. Ai kêu cứu vậy? Là chúng tôi kêu đấy. Nhìn mặt ba anh rất quen. Anh cảnh sát, chúng tôi thảm lắm. Xin anh cứu chúng tôi với. Các anh đã gây ra chuyện gì? Không có gì, chẳng qua là chúng tôi bóp cổ hắn mà thôi. Bóp cổ thôi sao, thú vị thật đấy. Người bị bóp cổ thì không kêu cứu. Người bóp cổ người ta thì kêu cứu. Là bọn họ lạm dụng tư hình, còn dùng nước sôi trụng chúng tôi. Không có. Hóa ra là người bắt được kẻ cướp, không tuân thủ pháp luật, đúng là đã làm khó mấy tên cướp tuân thủ pháp luật này rồi. Anh cảnh sát, anh nghe tôi nói, chúng tôi tuân thủ pháp luật nên kêu cứu, bọn họ không tuân thủ pháp luật nên lạm dụng tư hình. Nói như vậy, tôi phải bắt mấy tên cướp tuân thủ pháp luật này về đồn cảnh sát mới được. Anh cảnh sát, bây giờ tôi sẽ tố cáo bọn họ lạm dụng tư hình, bọn họ đánh vào mặt tôi, vừa xương vừa bầm, có thật vậy không? Không có, làm gì có, đánh hồi nào? Anh cảnh sát, anh tin những người tuân thủ pháp luật như chúng tôi hay là tin mấy tên bóc cổ người khác đây?
Vậy thì phải xem sự thật như thế nào. Ba người các anh sao rồi? Tôi muốn anh bảo vệ chúng tôi. Cái gì? Cảnh sát chúng tôi? Phải bảo vệ trộm cướp sao? Tất nhiên rồi, chúng tôi tuân thủ pháp luật mà. Bọn họ không tuân thủ pháp luật, bọn họ lạm dụng tư hình. Được vậy, tôi đi gọi điện thoại đã. Anh tìm cái gì? Tôi sẽ gọi xe cảnh sát đến, sau đó bắt ba tên này về đồn. Anh cảnh sát, gọi điện thoại thì vào bên trong đi. Không phải ở đây cũng có sao? Bên trong yên tĩnh hơn. Đúng vậy Anh cảnh sát, anh đừng đi mà. Anh muốn tôi bảo vệ anh, mà lại không cho tôi đi gọi điện thoại. Anh đừng đi, anh mà đi bọn họ sẽ đánh tôi đó. Anh đừng đi mà. Có thật vậy không? Không có đâu. Chúng tôi sẽ không đánh cậu đâu mà. Để tôi chăm sóc cho cậu nha. Mặt cậu dơ quá, để tôi lau cho. Bọn họ đều là những người dân hiền lành, chắc chắn sẽ không đánh anh đâu. Anh yên tâm đi. Pha ấm trà đi. Đóng cửa sắt lại, dạy dỗ bọn chúng, ra tay đi. Nào, mau lên. Nóng quá. Cứu tôi với. Tha mạng cho tôi đi, đừng mà. Phim được dịch, thuyết minh và lời đứng tại phim TV. Xin các người đấy. Sao cảnh sát không làm được chứ? Anh không biết đâu, chúng tôi khó khăn lắm mới bắt được đám nhóc đó, nhưng tới tòa án thì lại nói là chưa đủ tuổi, chưa đủ chứng cứ, thế là lại thả chúng ra. Anh xem có khó cho chúng tôi không chứ? Cái này thì đúng thật, nhưng trừ cách này ra, thật sự không có cách nào khác à? Không được đi, chờ chút đã. Tên nhóc này hung hãn thật đấy. Cậu nhìn đi, đây là cái gì hả? Nếu lần sau cậu lại đi cướp giật như vậy, tôi sẽ đấm mù mắt của cậu đó. Tôi không dám nữa đâu. Từ từ đã, bác Châu. Vừa rồi cậu ta chém bác hai nhát. Bây giờ tôi đưa dao cho bác, để bác chém lại cậu ta hai nhát. Được rồi. Không được làm như vậy. Như vậy đã là gì? Mục đích của chúng ta là dạy chúng một bài học thôi. Không được làm chúng bị thương, chúng ta phải cho chúng cơ hội sửa chữa bản thân. Tôi thấy như vậy là đủ rồi đó. Giao chúng cho cảnh sát đi. Không được, được rồi mà. Thôi bỏ đi. Tôi thấy bên ngoài cũng có vẻ xong rồi. Tôi ra ngoài xem đã nhé. Cảm ơn anh nhé. Xe cảnh sát đã tới chưa vậy? Vẫn chưa thấy tới. Các cậu làm gì vậy hả? Họ đánh chúng tôi. Đợi một chút, để tôi lấy cuốn sổ ghi chép ra ghi lại. Nhưng các cậu phải biết là những lời mà các cậu đang nói sẽ là lời khai trước tòa đó. Bây giờ lấy lời khai hiện trường. Nói đi. Nói đi. Họ lấy nước sôi dội vào tôi. Dội nước vào cậu. Dội ở đâu? Ở đây này. Chính là tên to lớn kia kìa. Có chuyện đó không? Có đâu. Vừa rồi lúc anh ở trong kia nói chuyện với ông chủ của chúng tôi, mấy người này định chạy trốn. Ai mà biết được, trên đường không cẩn thận đụng chúng phải nồi nước sôi. Có nhân chứng nhìn thấy không? Có, chúng tôi đều thấy. Có đúng như vậy không? Không phải vậy đâu. Đúng vậy. Vậy đó là bị thương ngoài ý muốn. Còn cậu thì sao? Họ đánh tôi. Chính là tên mập kia đánh tôi. Cậu nói cái gì vậy? Tôi tự đụng. Tôi đụng trúng cái góc bàn. Đụng phải góc bàn, vậy cũng là bị thương ngoài ý muốn. Anh cảnh sát ơi, vừa rồi họ bắt tôi uống nước tiểu ở nhà vệ sinh. Không, không phải, không có. Cậu nói gì vậy? Nói rõ xem nào. Nói lại lần nữa cho tôi. Là tôi tự ngã vào cái bồn cầu. Là vết thương ngoài ý muốn. Vậy đó không phải chỉ là vết thương ngoài ý muốn thôi sao? Xe cảnh sát đến rồi. Cảm ơn các vị. Công đức vô lượng. Bây giờ, tôi sẽ đưa các cậu về cục cảnh sát. Các cậu cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ các cậu. Đừng mà.
Hoàng Sơn, con qua đằng trước giúp người khác đi. Không sao đâu, con làm được mà. Để con làm cho. Cảm ơn con nhé. Hoàng Sơn, giỏi thật đấy. Hoàng Sơn, dạ, con ở đây. Này, Hoàng Sơn, đến giờ rồi, đi học thôi. Con cảm ơn gì? Con cảm ơn ạ. Cho con 2 tệ để mua đồ ăn nhé. Dạ. Đừng làm mất đó. Con cảm ơn chú Thành. Chú Thành, có cuốn sách này con giấu rất lâu rồi. Con tặng cho chú. Chú có thích cuốn sách này không ạ? Cháu ngoan như vậy, đương nhiên là chú thích rồi. Mời vào. Mẹ ơi, chào ông chủ Vương. Hôm nay rảnh thế à? Dạo này làm ăn không được ổn lắm, xưởng chưa đi vào sản xuất, nên tôi tới thăm Hoàng Sơn. Sao con mặc đẹp thế? Chú với dì sửa soạn cho con đó ạ. Thật sự rất cảm ơn anh chị đã chăm sóc Hoàng Sơn giúp tôi. Không cần khách sáo vậy đâu, Hoàng Sơn ngoan lắm. Vừa nghe lời, lại vừa chăm chỉ, chúng tôi đều rất thích thằng bé. Đúng rồi đó, mau đi học đi, không trễ giờ đó. Tạm biệt chú Thành. Tạm biệt. Để tôi bế con bé ra ngoài chơi, cảm ơn cô nhé. Vào trong ngồi nhé. Phim được dịch, thuyết minh ngồi đi. Tiếng tại phim TV. Cô Ngũ, tình hình thị trường bên ngoài không được tốt lắm, nhà máy một tháng chỉ mở cửa vài ngày. Hoàng Sơn tan học rồi lại phải về nhà. Hay là như vậy đi, mấy người chuyển tới đây ở. Mặc dù ở đây hơi nhỏ một chút, nhưng chúng tôi sẽ dễ dàng chăm sóc cho mấy đứa trẻ hơn. Như vậy thì ngại lắm. Để tôi về suy nghĩ thêm, rồi nói lại với anh sau nhé. Đi thôi, qua bên kia chơi đi. Qua bác Chu chơi mà trượt đi. Tôi không có tiền. Để tôi lo. Đi thôi. Tháo bịt miệng cho chúng. Anh cương mấy thằng nhãi này. Lần trước ở quán trà Thành Ký, đánh mấy anh em bọn em. Mấy thằng nhóc ở quán trà Thành Ký cũng to gan đấy. Động tới anh em chúng tôi, làm anh em tôi không ăn được cơm. Còn dùng nước sôi dội vào họ. Bây giờ Lôi Công Vinh tôi hỏi mấy người. Rốt cuộc mấy người là thần thánh phương nào hả? Nói mau. Nghe thấy gì không hả? Bằng không, là Minh Hùng tôi có thể xử mấy người bất cứ lúc nào. Nói mau. Cho tụi nó nếm chút mùi vị. Thành, các cậu dừng tay lại. Chữ Thành, vậy là vai vế của họ còn cao hơn chúng ta đấy. Anh Vinh, rốt cuộc vai vế sao thế ạ? Tôi cũng không rõ nữa. Ở khu vực của chúng ta thì không có.
Nhưng theo lịch sử của Hồng Môn, thì ở thời Quang Tự, có một dòng họ họ Thanh. Nói vậy thì là anh em của mình rồi. Đúng vậy. Các người nói là họ Thành sao? Vậy ai là người chiếu cố cho mấy người vậy? Là đại ca Thành. Là anh Thành chiếu cố cho chúng tôi. Đại ca Thành. Hả? Đại ca Thành ư? Mấy người ra ngoài lan lộn thì phải nói nghĩa khí. Vốn là nước sông, không phạm nước giếng. Nhưng mấy người lại không nói chuyện nghĩa khí, phá vỡ quy tắc. Này tên mập, bây giờ tôi thả cậu ra. Cậu về quán trà nói với lão đại của cậu, bảo anh ta mau chóng tới đây để chấm dứt chuyện này một lần với tôi. Nhớ cho kỹ, nếu trước khi trời sáng mà anh ta vẫn chưa tới, nếu dở trò với tôi, thì bảo anh ta tới, nhận xác ba người họ đi. Ông ta muốn chấm dứt một lần với tôi sao? Đúng vậy, ông ta bảo trước khi trời sáng, anh phải chấm dứt một lần với ông ta. Anh chịu đau một chút đi, cố chịu một chút là khỏi thôi. Anh Thành, chấm dứt một lần luôn. Đó là bảo anh bàn chuyện với họ. Bảo tôi tới để bàn chuyện với họ ư? Chú Mập, sao chú lại nói lung tung vậy chứ? Chúng ta làm ăn đàng hoàng, không bao giờ gây rối với họ. Chú bảo tôi phải làm thế nào đây? Anh Thành, lúc đó, ông ta nói sẽ xử mấy người chúng tôi. Tôi bị họ làm cho suýt tắc ở đây này. Tôi chỉ nói bừa ra một chữ Thành thôi. Với lại, ông ta nói trong tối nay nhất định phải gặp được anh. Nếu trời sáng mà anh vẫn chưa tới, thì ông ta sẽ cho anh nhận xác của họ. Anh Thành, anh mau đi cứu họ đi mà. Anh Thành, anh mau cứu họ đi. Đừng ồn nữa. Tôi nghĩ là không có chuyện gì đâu. Vậy họ phải làm sao đây? Chúng nói được làm được hết đó. Ngốc quá, Hồng Kông là khu vực pháp quyền phải không? Cô sợ chúng sẽ làm gì họ à? Theo tôi thấy hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Khoan đã. Báo cảnh sát ư? Cảnh sát chưa tới thì họ đã ngủ rồi. Đúng vậy đó, nếu như chúng ta báo cảnh sát, chúng nhất định sẽ lại gây phiền phức cho chúng ta. Chúng ta đi liều mạng với chúng. Đi. Từ từ đã nào. Mọi người đừng loạn hết cả lên vậy chứ. Mọi người đừng kích động như vậy. Nếu như chúng ta cầm dao đi chém người, vậy thì chúng ta có khác gì họ đâu. Chúng ta phải nghĩ cách để cảnh cáo họ, chứ không phải chúng ta phá luật pháp. Vì thế mọi người đừng đi. Hơn nữa, mọi người giống như anh em của tôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đi. Chúng ta cùng nhau đi. Đúng đó, cùng nhau đi. Đừng ồn nữa nào, yên lặng đi. Anh Thành, chi bằng để tôi đi cùng với anh. Chú đi cùng tôi hả? Mọi người cứ yên tâm nhé. Trước đây, tôi cũng đã từng làm chuyện như vậy rồi. Nếu như Lôi Công Vinh thật sự là đại ca giới giang hồ, ông ta nhất định sẽ nói nghĩa khí, chắc chắn sẽ không làm loạn đâu. Ông ta chắc chắn sẽ làm theo quy tắc trong giới giang hồ. Vậy đâu có được, tôi không hiểu gì về quy tắc giang hồ cả. Đến lúc đó, tôi dạy anh 2-3 chiêu là được. Nếu vẫn không được thì cứ để tôi. Được rồi. Thế thì vẫn không được, như vậy thì nguy hiểm quá. Ba người nhóm nướng thịt đi cùng tôi. Ở trên này. Phim được dịch, thuyết minh và lồng anh Thành, tại cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi đi. Mời ngồi.
Ý của các người là sao? Anh Vinh chúng tôi nể mặt mấy người, chia đều địa bàn với mấy người. Nể mặt sao? Anh Thành trước giờ không hợp tác với ai cả. Gì chứ? Đứng im. Không được manh động. Anh Thành. Tất cả chúng ta đều ra ngoài kiếm cơm. Nhất định phải có nghĩa khí. Chúng ta đều là anh em nhà Hồng Môn. Vai vế của anh cao hơn tôi. Sau này chúng ta mỗi người một địa bàn riêng, được chứ? Các cậu biết không, anh Thành là người rất can đảm. Lúc bọn côn đồ giơ dao lên, chân tôi mềm nhũn hết cả ra. Anh Thành đỉnh thật đó. Ừ thật. Lần này ba người các cậu có thể trở về, đều nhờ bác Khương không sợ nguy hiểm, tài năng xuất chúng. Còn không mau cảm ơn bác Khương. Cảm ơn bác Khương. Cảm ơn nhiều. Các cậu không cần cảm ơn tôi. Chúng ta như anh em vậy, đây là việc tôi nên làm. Người có nghĩa khí như Lôi Công Vinh, lại biết tuân theo luật giang hồ như vậy. Người như anh ta càng ngày càng hiếm có. Anh nói đúng. Nói đúng quá. Anh nói rất đúng. Nếu như không nghĩa khí thì sao có thể tiếp tục tồn tại, anh Thành à. Hôm nay lúc anh ra ngoài, có người đã gửi cho anh một tấm thiệp. Từ Đại Phú. Anh ta là một người nổi tiếng. Nhưng con người anh ta chẳng ra làm sao. Ông Từ. Ông tìm tôi là có việc gì cần chỉ giáo vậy? Làm điếu thuốc nha, cảm ơn, tôi có mang theo rồi. Cũng không có gì, tôi mời anh đến đây là để chúc mừng anh. Chúc mừng tôi? Chúc mừng chuyện gì? Vương Thành à, trước mặt người thật thà không được nói dối. Hai hôm trước, anh và 18 ca tỉ thí với nhau. Anh chiếm được ưu thế. Chuyện này không đáng để chúc mừng sao? Hóa ra là vì chuyện này. Chuyện là như vậy đó. Kể từ sau chuyện này, những người xung quanh đã gọi anh là Thành đại ca. Không ai là không biết. Vang danh lẫy lừng, tuổi trẻ tài cao. Còn bọn côn đồ sống gần tiệm trà Thành Ký cũng không còn tăm hơi. Tôi rất khâm phục anh. À đúng rồi, anh Thành à. Tôi có việc, muốn nhờ anh giúp đỡ. Tôi có một lô hàng, đã xếp vào kho rồi, chuẩn bị vận chuyển đến nơi khác để bán. Ban đầu tôi định để cho thuộc hạ của tôi hộ tống chuyến hàng đó, nhưng bọn họ đã quá quen mặt rồi, nên lần này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh Từ, với danh dự và địa vị của anh bây giờ, sao lại làm những chuyện độc ác như vậy? Hả? Anh Thành à, anh thấy lạ sao? Tôi nói cho anh biết. Ngoài Từ Đại Phú này ra, ở đây có rất nhiều người kinh doanh thứ này. Nếu không, tôi làm gì có được địa vị như ngày hôm nay. Như này đi, bao giờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ cho anh 50.000. Phim được dịch, thuyết minh. Vậy lô hàng trị giá bao nhiêu? Khoảng hơn 500.000. Tôi muốn nhận tiền trước. Anh muốn nhận tiền trước sao? Cái danh Thành đại ca không đáng giá 50.000 sao? Anh Thành à, cứ để tôi. Đáng giá. Vì cái danh Thành đại ca còn đáng giá hơn thế. Hay như này, tôi sẽ đưa anh 30.000 trước. Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa anh phần còn lại. A Tuấn, vâng, lấy chi phiếu đến đây cho tôi, vâng. Anh Thành, chuyện xấu xa vậy mà anh cũng làm sao? Anh Thành, anh phải suy nghĩ cho kia đó. Chuyện này tôi tự có cách. Thôi Đại Cường, Thần Tiên Tán và Soái Hưng gọi ba người họ đến gặp tôi. Anh Thành bảo chúng ta đến gặp anh ấy.
Anh kia, đây là gì? Giải hắn ta đi, không liên quan đến tôi. Lúc nãy có ba tên thuê xe của tôi đi Tân Giới, tôi bị oan. Anh à, chuyện này không liên quan đến tôi. Anh Tử à, lần này anh làm tốt lắm, anh quá khen. Chúng ta cạn ly đi, nào, cạn ly, uống đi. Thái Bảo Cương à, thủ tiêu một người không nhất thiết phải dùng dao. Có mánh khóe của Từ đại phú này, đám người bọn họ sẽ đi đời nhà ma. Ai bảo bọn họ không chịu yên phận? Mượn đao giết người là cái Từ đại phú giỏi nhất. Cạn ly. Đứng yên đó. Này, không được chạy. Chạy là tôi cho anh đi luôn đó. Từ đại danh lưu, anh thật là một tên cáo già. Mau ngồi xuống rồi nói. Ngồi xuống. Cách này của anh không dùng được. Anh nghĩ mình anh ăn trọn chỗ thuốc đó, sau đó đổ vỏ cho tôi. Anh tưởng tôi không biết sao? Anh Thành à, tôi thật sự không lừa anh. Tôi với anh chỉ mới gặp nhau một lần mà anh liền tin tôi, liền giao cho tôi một lô hàng lớn. Tôi không tin có chuyện đó. Hôm nay bắt được tên tài xế chở hàng, anh tưởng là sẽ bắt được Vương Thành tôi sao? Nhìn thì có vẻ anh đang chút giận thay cho thuộc hạ của anh. Thực tế, mọi người các anh không có việc xấu nào mà không làm. Vương Thành tôi sẽ thay trời hành đạo. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Anh Thành à, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Anh bỏ đi. Muốn bỏ sao? Đồ bại hoại xã hội. Vậy có tiền có quyền thế, chuyên tìm cách lách luật. Không có chuyện ác nào mà chưa làm, muốn bỏ qua đơn giản vậy sao? Pháp luật có thể không có cách trừng trị anh, nhưng Vương Thành tôi thì có đấy. Này, Thành đại ca, tôi đã đưa anh 30.000 rồi. Hay là tôi cho anh thêm 50.000 nữa? Bỏ qua, thì chúng ta còn có thể làm bạn bè. Làm bạn sao? Nếu anh muốn làm bạn với tôi, vậy thì tôi lấy thêm 10.000 nữa. Gì cơ? 10.000 sao? Nhiều quá. Số thuốc đó bán một lời 10. Tiền kiếm lại dễ thôi mà. Sao lại căng thẳng thế? Tôi không đưa. Từ đại phú, anh dám không đưa. Anh chiếm hàng của người khác. Nếu tôi nói chuyện này ra, anh không lấy được huân chương nữa đâu. Sợ là anh còn phải ngồi tù nữa. Được rồi, tôi đưa anh. Viết tên anh phải không? Tôi không thèm bất cứ phần tiền bất chính nào của anh. Tôi dùng để giúp đỡ người nghèo, xung vào công quỹ. Chào anh, uống trà nhé, ngồi vào đây đi. Không cần đâu. Tôi tìm người. Anh tìm ai vậy? Thành, anh Thành. Tìm anh Thành à? Anh là ai? Tôi là chú Tư. Chú Tư à? Nhớ anh nói với anh Thành có chú Tư đến tìm, anh đợi chút nhé. Chú Tư. Anh Thành à? Lần này tôi đặc biệt đến thăm anh. Cảm ơn chú. Chú Tư à? Có chuyện gì thế? Anh Thành à? Chuyện này rất rắc rối. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi. Chuyện của chú Tư, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tôi cũng sẽ làm. Chuyện gì đó, chú nói đi. Chuyện đó là như thế này. Anh biết không, tôi có một trang trại ở Sa Điền. Tôi biết chứ. Tôi đã từng sống ở đó. Chuyện rắc rối xảy ra ở trang trại đó. Lúc trước, có một công ty bất động sản tên bảo gì đó đã cử người tới thương lượng với tôi, bảo tôi bán trang trại này cho bọn họ. Này, trang trại này tôi không bán. Anh thử không bán xem, tôi nói cho anh biết. Mảnh đất này là tổ tiên 18 đời của tôi, để lại, bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Phải rồi, đó là đất tổ nghiệp của chúng ta, làm sao có thể bán bừa bãi được? Nếu đồng ý bán đã không có chuyện gì rồi. Là do tôi một mực không chịu bán. Tại sao chịu bán thì sẽ không có chuyện? Chuyện là khoảng một tuần trước, vào một buổi tối, cháy nhà rồi. Cháy nhà. Nhanh nhanh dập lửa. Nhanh lên. Là xăng sao? Ai mà ác đức thế? Sao lại đốt nhà tôi? Chú Tư à, trận lửa đó nhất định là do công ty bất động sản làm. Tất nhiên là bọn chúng rồi. Tại sao chú không tố cáo họ? Tôi không có bằng chứng. Nghe người ta nói, giám đốc của họ còn là một người nổi tiếng giàu có. Làm sao tôi tố cáo được? Chú Đạt, chú lấy cho tôi 5.000. À, được. Chú Tư à, số tiền này chú cầm trước đi. Anh Thành à,
Tôi mang ơn anh mà. Số tiền này có là gì đâu. Cảm ơn anh nhé. Chú Đạt à, sao đây, chú đi tìm xe, đi đón Thím Tư và thằng nhỏ, tìm một nhà nghỉ cho họ rồi tính tiếp. Cảm ơn, cảm ơn. Chú Tư, chú yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi xử lý. Chú Đạt, cảm ơn nha. Chú Đạt, chú đưa chú Tư đi nha. Được, cảm ơn. Anh Thành à, chú Tư đó có ân tình gì với anh vậy? Các anh có nhớ, một năm trước, chúng ta bị chó dừa chạy đến kiệt sức. Anh là ai vậy? Chú Tư đã cứu tôi. Sau khi khỏe lại, tôi rời khỏi trang trại cùng bác Trịnh mở một quán ăn ngoài trời. Từ đó kiếm được tiền rồi mở tiệm trà thành ký này. Chuyện này thì các anh đều biết rồi. Anh Thành à, anh định giúp chú Tư thế nào? Anh giúp tôi điều tra thử người chịu trách nhiệm của công ty bất động sản đó là ai? Anh Thành à, anh thật sự chắc chắn là muốn Từ đại phú bồi thường cho chú Tư sao? Tất nhiên rồi. Tôi hỏi anh này, chủ của công ty này có phải là Từ đại phú không? À, đúng chứ. Tôi đã điều tra rất kỹ. Đến rồi. Chào anh tìm ai thế? Tôi tìm Từ đại phú. Anh là ai vậy? Vương Thành. Mời anh vào trong đợi một chút. Lần này phải dạy cho hắn một bài học. Thông báo cho mọi người chuẩn bị. Gọi hắn ta vào đi. Vâng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mời vào. Anh Từ, lâu rồi không gặp. Thành đại ca, anh to gan thật đấy. Lần trước, coi như là anh gặp may. Lần này anh lại đến đây làm gì? Không có việc, thì tôi đã không đến tìm anh. Lần này đến tìm anh, tôi muốn anh phải đồng ý một chuyện. Anh, tự tin chắc thắng vậy sao? Nếu không nắm chắc phần thắng, tôi đã không đến. Được. Nói đi. Tôi có một người chú tôi có một trang trại ở Sa Điền, anh ép chú tôi bán, chú tôi không đồng ý, thì anh liền cho người phóng hỏa đốt nhà. Anh nói đúng đó. Thật sự có chuyện này. Anh muốn thế nào đây? Không gì cả, tôi muốn anh bồi thường cho chú ấy, anh chắc là tôi sẽ đồng ý sao? Anh muốn biết không? Anh Thành, anh thấy chuyện này kỳ lạ sao? Để tôi nói cho anh biết, ngoài Từ đại phú tôi ra, ở đây có rất nhiều người kinh doanh loại hàng này. Từ đại phú à, anh đừng có ngu vậy chứ. Loại băng ghi âm này, ai cũng biết là nó có thể sao chép. Dù anh có làm hỏng nó, tôi vẫn còn mấy chục cái. Trừ khi anh đồng ý bồi thường cho chú tôi. Đồng thời, anh phải đảm bảo với tôi, trong vòng 10 phút, anh phải để tôi an toàn rời khỏi đây. Nếu không, cảnh sát sẽ có mặt tại đây ngay, anh cũng khôn đấy. Anh Tử à, anh muốn tiếp tục làm người nổi tiếng giàu có, hay là muốn ăn cơm nhà nước? Thời gian không còn nhiều, không cần nghĩ nữa. Cả
cả đất lẫn nhà tổng cộng 100.000 tiền mặt. Đợi đã, cuộn băng ghi âm đâu? Anh phái người đến tiệm trà Thành Ký lấy đi. Anh giỏi lắm. Đợi đã, lại chuyện gì nữa? Dạo này vật giá tăng cao, có những người nghèo, đủ rồi, không cần nói nữa. Lại là quỹ công ích chứ gì? Xem như anh thông minh. Muốn bao nhiêu? Giống lần trước. Cái gì, lại 100.000 sao? Đừng cuống cuồng lên như thế, viết đi. Muốn có huân chương thì phải làm thế này. Như vậy thì mới có được danh tiếng. Hoàng Sơn, cầm hai cái đùi vịt quay này, về cho mẹ và Hoàng Hải ăn đi. Cảm ơn chú Bảo, tạm biệt chú, tạm biệt ạ, đi từ từ thôi nha. Các người làm gì vậy? Sao cậu lại đánh người thế hả? Không liên quan tới các người, mau biến đi. Mau biến xa ra chút, các người sợ cảnh sát, còn chúng tôi thì không. Cút hết đi. Tiểu quỷ, mày nhớ kỹ đây, mai mà mày không đem tiền tới, thì tao tiễn mày đi luôn, đi thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hoàng Sơn, sao con lại bị đánh ra nông nỗi này? Đều do mẹ không tốt. Cô Ngũ, cô yên tâm đi. Bác sĩ nói hai ngày nữa, nó sẽ khỏe lại thôi. Mọi người ra ngoài làm việc đi, để nó nghỉ ngơi. Cô Ngũ, chúng ta qua đây nói chuyện một lát. Cô Ngũ, tôi hiểu suy nghĩ của cô. Chuyển tới quán trà Thành Ký cô thấy không tiện, có đúng không? Thành thật mà nói, tôi không chỉ tôn trọng cô, tôi cũng rất thích Hoàng Sơn và Hoàng Hải. Nếu cô không chê, tôi là một gã đàn ông thô lỗ, thì có thể để Hoàng Sơn và Hoàng Hải làm con cái của chúng ta. Vậy cô có thể chuyển tới tiệm trà Thành Ký rồi, có được không? Con người tôi khá thô lỗ, muốn nói cái gì thì tôi sẽ nói cái đó. Nếu như cô không muốn, thì tôi cũng không ép cô, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho mẹ con cô. Mẹ ơi, có được không? Mẹ đồng ý. Chuyển đến ở với tụi con đi có được không? Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi mà. Cảm ơn anh đã cứu mang mẹ con tôi. Thái Bảo Cương, anh mà nhúng tay vào, đừng trách tôi không nể mặt anh. Hả? Chuyện của Thái Bảo Cường tôi đây, không cần anh quan tâm, cuốn tiếp, đánh đi. Đừng đánh nhau mà. Anh Thành, anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Đúng vậy, chúng tôi đang đánh nhau, biết điều thì nên tránh qua một bên đi, tránh trong lúc hỗn loạn mà làm hại dân lành. Thái Bảo Cường, Lôi Công Vinh, không phải chuyện của tôi cũng chả quan tâm, nhưng các người đánh nhau ở đây là đang phá rối chuyện làm ăn của tôi, hơn nữa là hai ngày tới là ngày tôi kết hôn. Xin các anh nương tay cho, nể mặt tôi đi ra ngoài đánh nhau đi, còn muốn uống trà thì tôi sẽ mời. Đại ca Thành, nếu tôi không nể mặt anh thì sao? Thái Bảo Cương, anh đừng dồn tôi vào đường cùng, anh em của tôi ở đây không ít đâu, anh làm mất chén cơm của họ, bọn họ sẽ liều mạng với anh. Đúng vậy, xử bọn chúng, liều mạng với bọn chúng đi, đánh. Ngon thì nhà vô. Các người đừng có manh động, có nghe không? Đại ca Thành, lần này nể mặt anh. Các anh em, chúng ta đi. Đi thôi. Mau cút đi. Biến. Đại ca Thành, bọn chúng tin anh, nhưng Thái Bảo Cường tôi đây không dễ bị lừa như vậy đâu. Anh giỏi lắm, sớm muộn gì tôi cũng cho anh biết mặt. Đi thôi. Đi.
Anh Thành, xem ra chuyện này khá rắc rối đấy. Mọi người cứ uống đi, không cần khách sáo. Cảm ơn nhé. Để đó cho tôi. Ăn uống tự nhiên nha. Để tôi rót rượu cho. Này chú Sáu uống không? Chơi cho sảng khoái nha. Cảm ơn các vị. Thêm ly nữa nha. Mời các vị ký tên. Tránh ra. Anh Thành, đám người ngoài kia. Tôi đi chào hỏi một chút. Không có chuyện gì đâu. Không cần khách sáo đâu, cứ ăn thoải mái đi nhé. Xin mời uống vài ly. Chào mừng anh. Sao không chừa chỗ cho chúng tôi? Anh đừng nói như vậy mà. Anh em đều nể mặt nhau cả. Chú Hán, dọn thêm một bàn. Tiếp đãi mọi người nào. Được, mời. Mời mọi người vào trong uống ly trà nhé. Mời mọi người. Anh Thành, anh hãy mời rượu mọi người đi. Nào. Anh Thành vừa tới thì xử hắn trước. Sau đó là La Mạnh Hùng và Lôi Công Vinh. Anh Thành, anh nhìn kìa. Bây giờ tôi đang đi mời rượu mà. Tôi thấy anh nên đi gặp vẫn tốt hơn. Có cảnh sát. Tránh ra. Anh cảnh sát, có chuyện gì sao? Chỗ anh đông vui thật đấy. Nếu anh không chê thì có thể vào uống vài ly. Cảm ơn anh, không hổ danh là đại ca. Côn đồ, xã hội đen đều tập trung hết ở đây rồi. Thanh tra, ý anh là sao? Cẩn thận chút. Cảnh sát sao? Bọn họ đang làm gì vậy? Không biết nữa. Anh Thành, anh không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Có rất nhiều chuyện. Chúng tôi đã nể mặt anh lắm rồi. Anh cảnh sát, rốt cuộc là anh có ý gì? Anh yên tâm, hôm nay là ngày vui của anh. Tôi tuyệt đối sẽ không bắt các anh đâu. Thanh tra, anh càng nói tôi lại càng không hiểu. Được rồi. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng với anh luôn. Tôi muốn có danh sách của tất cả khách mời của buổi tiệc tối nay. Đại ca, xem tình hình này. Đêm nay đại ca Thành đã bán đứng chúng ta rồi. Khốn kiếp. Anh cảnh sát, ở đây có rất nhiều người tôi không hề quen biết. Anh đừng nói nhảm nữa. Anh tưởng tôi là con nít sao? Người mà anh mời đến chung vui mà anh lại nói không quen. Anh đừng hòng lừa tôi. Nhưng sự thật là như thế. Tôi không quan tâm đến sự thật. Thứ tôi cần là danh sách khách mời. Tôi không có cách nào để đưa cho anh. Anh có trách nhiệm phối hợp điều tra với chúng tôi. Anh cảnh sát, thật sự xin lỗi anh. Nhưng tôi thật sự không có cách nào đưa cho anh cả. Làm đại ca rồi thì biết trọng nghĩa khí quá nhỉ. Anh cảnh sát, anh sai rồi. Tôi không phải côn đồ hay xã hội đen gì cả.
Vương Thành, tôi là một người kinh doanh ngay thẳng. Đại ca Thành, anh đừng tưởng tôi là thằng ngốc. Có điều, anh cũng không cần phải giả vờ thông minh trước mặt tôi. Từ từ anh sẽ biết thôi. Cứ đợi đó mà xem. Rút thôi. Có gì đó không đúng. Đi thôi. Có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng quá. Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Chúng ta đi mời rượu tiếp đi. Tránh ra, mau tránh ra. Người anh em, anh khá đấy. Bắt tay với bọn chúng luôn à? Chờ mà xem. Không được cử động, đứng im. Đứng lại đó. Giơ hai tay lên. Bên kia có người bị thương. Sao rồi? Đại ca Thành thật sự đã bán đứng chúng ta. Gọi người xử hắn đi. Há cảo. Xíu mại đây. Há cảo. Xíu mại đây. Há cảo. Kêu bọn họ vào đi. Xíu mại đây. Đóng cửa sắt lại. Đóng cửa sắt đi. Lên đi. Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Đi thôi, không được cử động. Giơ tay lên. Xoay người lại. Không được cử động. Đứng im, hỏa ký. Đem bọn chúng đi. Đi. Nhanh lên. Anh Thành, đợi tôi ra ngoài. Nhất định tôi sẽ xử anh. Anh Thành, lần này tôi đã cho anh thể diện rồi. Đúng vậy. Hơn nữa anh cũng bắt được người rồi. Thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế. Tôi muốn danh sách toàn bộ khách mời ngày hôm đó của anh. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không quen đám người đó. Anh Thành, nếu anh bao che cho bọn chúng thì tôi cũng có thể hành động. Tôi cho anh 24 giờ để suy nghĩ. Giờ này ngày mai tôi sẽ lại đến.
đi thôi. Tôi thấy anh ta rất khó đối phó. Tôi biết. Nhưng tôi thật sự không biết mấy người đó thì giao danh sách ra kiểu gì đây. Lẽ nào Vương Thành tôi đây, đến quyền làm người cũng không có sao, cứ muốn đuổi cùng giết tận tôi. Không xong rồi anh Thành, bên kia có một đám giang hồ, hình như muốn đến tìm chúng ta. Lần này sẽ không có ai giúp chúng ta nữa, chúng ta buộc phải tự lực cánh sinh thôi. Mọi người mau chuẩn bị. Không được cử động. Cử động là tôi liều mạng với các người. Mọi người đừng manh động. Đám người của Thái Bảo Cường hình như từng đến đây rồi. Anh Thành, xem như là anh lợi hại. Anh bắt tay với cảnh sát, tự bọn tôi không biết sao, sao anh biết được? Chúng tôi là người ngoài cuộc, tất nhiên nhìn rõ hơn rồi. Anh Thành, anh lợi dụng thanh tra để bắt đám người Thái Bảo Cường. Chẳng trách hôm đó anh giữ chân tôi lại. Có điều, mọi người đều là người ngoài cuộc. Anh đã giúp tôi, anh rất có nghĩa khí. Trong lòng chúng tôi cũng biết ơn. Anh có thể gia nhập vào băng đảng của chúng tôi, có được không? Vậy thì Thành cái gì chứ? Chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, không làm đâu, có nhầm lẫn gì không? Anh Thành, chúng ta đều là người trong giang hồ. Anh gia nhập chung với chúng tôi thì mọi người đều là người một nhà cả. Vậy khu vực này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Anh Thành, chỉ cần anh gật đầu thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Chuyện của Lôi Công Vinh tôi đây, anh không nắm quyền quyết định đâu. Không sai. Nếu như anh không biết điều thì cái tiệm trà Thành Ký này của anh phải đóng cửa rồi. Để tôi suy nghĩ một chút. Được, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ quay lại sau. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Tôi đã quyết định rồi. Các anh em, tôi đã có quyết định rồi. Mọi người sẽ nói tôi ích kỷ. Nhưng vì tương lai của mọi người, tôi phải làm như vậy. Quyết định của tôi là tôi sẽ rời khỏi tiệm trà Thành Ký. Sao có thể chứ? Sao lại như thế? Sao anh lại bỏ chúng tôi? Đứng đó, sao có thể như vậy được? Anh không được đi, đừng đi mà. Bởi vì người mà thanh tra nhắm đến là tôi. Anh ta nghĩ tôi là người xấu. Đám người Lôi Công Vinh bắt tôi làm chuyện xấu. Tôi phải đi thôi. Anh Thành, nếu như anh đi thì chúng tôi sẽ đi cùng anh. Anh Thành, anh ở lại đi. Mọi người trật tự đi. Tôi biết mọi người đều tốt với tôi. Nhưng có một điều mà mọi người không hiểu, là nếu như tiệm trà Thành Ký không có tôi thì mọi người vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Bởi vì vẫn còn chú Đạt, bác Huy, chú Kim, bác Trịnh, bọn họ sẽ thay tôi quản lý. Nhưng nếu tiệm trà Thành Ký mà không có mọi người thì không có cách nào duy trì được cả.
tiệm trà thành ký là do mỗi người trong chúng ta dùng mồ hôi và máu của chính mình cùng nhau tạo nên. Vì thế nên chỉ cần mọi người còn ở đây, đừng vì sự ra đi của tôi mà tưởng tiệm trà thành ký sẽ không còn nữa. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chỉ cần mọi người nỗ lực làm việc, tương lai dạng người của tiệm trà thành ký sẽ đại diện cho tinh thần bất diệt của tôi. Câu cuối cùng mà tôi muốn nói với mọi người là tạm biệt.